anh đến sửa âm nhạc giùm tôi mà. Xong chưa? Anh Hòa đã tặng cái mới cho cô, lấy cái cũ làm cái gì nữa chứ? Anh vẫn chưa trả lời tôi, sửa xong hay là chưa? Chưa sửa. Trước kia chính anh nói là sửa giùm tôi mà, tại sao bây giờ lại không sửa? Tôi thay đổi ý định rồi. Tính gì nào dọn xuống dưới lại. Dọn xuống dưới cũng tốt, khỏi phải chạy lên chạy xuống. Tháng này nhiều người làm để đám cưới, hai người mau đi xếp hàng đăng ký đi, nếu không mai mốt không đăng ký được đâu. Bye bye. Cái này là gì đây? Tại sao anh sửa rồi còn phải nói dối? Làm gì? Giữ lại làm đồ cổ à? Tới già mới bắt đầu hối hận sao? Bộ anh cảm thấy tôi sẽ quay lại với anh Hòa sao? Nếu anh coi tôi như vậy, tôi thật thất vọng. Thật sự là anh sợ mất mặt. Người ta dám nói không dám làm, còn anh nói cũng không dám nói nữa. Dù anh có làm bao nhiêu chuyện, bỏ ra bao nhiêu thời gian, nếu như anh không chịu mở cái hộp âm nhạc này ra, tôi không bao giờ nghe được tiếng nhạc. Còn những chuyện trong lòng anh nghĩ cũng chôn vùi theo hộp âm nhạc này mãi mãi. Bye bye. Tôi thích Susan. Tôi đã yêu cô. Anh nói gì vậy? Anh nói anh đã yêu em à? Điếc tai luôn, lớn tiếng quá nghe được rồi. Còn cười nữa, hồi nãy em đánh anh đau muốn chết rồi. Có gì đâu, đáng đánh mà. Anh cười gì chứ? Em giận lắm á, quả thật rất giận. Giận cái gì? Tại sao em lại khẩn trương như vậy? Không biết. Không biết. Không biết. Không biết. Anh muốn làm gì đây? Thì muốn làm gì đó. Bây giờ anh muốn sao đây? Thì muốn làm sao đó. Nè, tới gần em tát nữa đó nha. Tát anh đó. Thì tát đi. Thôi em xuống đi. Em sợ lắm. Nè, đừng có giận nữa nha. Thả em xuống trước đi mà. Có chết anh cũng không thả em xuống đâu. Thì anh muốn sao đây? Thì anh muốn sao đó? Tức là sao hả? Muốn... Trời ơi anh ghê quá à. Ghê sợ.